được chứng kiến một màn ảo thuật từng đi vào lịch sử, đó là biến mất một chiếc xe buýt ngay trên sân khấu. Điều này thật là khó tin, nhưng chúng ta sẽ được xem ngay bây giờ cùng phần giải mã rất thú vị cho các bạn muốn thử làm theo nhé. Trong màn ảo thuật này, nhà ảo thuật sẽ dùng tấm khăn lớn bằng vải được phù phép trùm lên chiếc xe buýt, làm phép cho nó bay lên không trung và biến mất trước mắt của tất cả mọi người. Thật là khó tin nhưng anh ấy đã làm được. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu xem chi tiết màn ảo thuật và cùng để ý nhé. Đây là chiếc xe buýt trên sân khấu. Nhà ảo thuật đang bước vào trong và kiểm tra nó. Có thể đang chắc chắn với chúng ta rằng nó thật hoàn toàn và không có vấn đề gì cả. Trên xe buýt có đầy đủ ghế, tay cầm và tất cả các bộ phận của một chiếc xe buýt bình thường. Tiếp theo anh ấy sẽ làm gì đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Sau khi kiểm tra một vòng ở trên xe buýt, nhà ảo thuật xuống xe và đi quanh xe một vòng để kiểm tra phía bên ngoài chiếc xe. Bên ngoài xe cũng rất bình thường và không có vấn đề gì ở đây. Anh ấy đi chậm rãi như để đảm bảo chắc chắn hơn. Khi đến đuôi xe, anh ấy cũng cẩn thận kiểm tra từ từ. Tôi đang nghĩ rằng nếu một chiếc xe buýt lớn thế này mà có thể làm cho nó biến mất thì thật kinh khủng. Chúng ta có thể thấy các trợ lý đã chuẩn bị sẵn một chắn ngang đặt ở phía đuôi xe. Chắn này được làm bằng gỗ chắc chắn. Nó được đặt ở đây để đảm bảo rằng chiếc xe không thể tự ý rời đi được. Bây giờ anh ấy bắt đầu kiểm tra một vòng phía trước xe. Phía trước xe có ba cô gái trợ lý xinh đẹp đang đứng đợi sẵn. Có thể một điều gì đó sắp sửa diễn ra. Nhà ảo thuật vẫn các động tác đưa tay quen thuộc. Đến đầu xe, các trợ lý cũng đem ra một chắn ngang bằng gỗ đủ để đặt chắn hết phía đầu xe. Phần này cũng để đảm bảo cho xe không thể chạy về trước được. Bây giờ anh ấy đã bắt đầu tiến xa ra khỏi chiếc xe. Anh ấy tiến về phía trước ở giữa thân xe và đang làm một điều gì đó rất huyền bí. Một làn khói trắng bắt đầu bay tới. Điều này có ý nghĩa gì? Bây giờ, các cô gái bắt đầu rời khỏi chiếc xe một đoạn không xa lắm. Theo hiệu lệnh của nhà ảo thuật thì sau đó, một tấm vải lớn ở trên chiếc xe bắt đầu phủ hết chiều cao của chiếc xe buýt. Ba ánh đèn pha bắt đầu chiếu vào chiếc xe buýt. Một cô gái ở đầu xe bắt đầu cố định tấm vải bằng các khuy được bố trí sẵn ở đó. Hai cô gái còn lại ở giữa xe bắt đầu các động tác rũ vào tấm vải liên tục. Họ cứ làm như vậy liên tục trong lúc nhà ảo thuật đến kiểm tra chiếc xe buýt vẫn còn nguyên vẹn bên trong. Sau khi đã kiểm tra lần lượt từ lốp trước, rồi đến lốp sau, nhà ảo thuật bắt đầu chậm rãi tiến về đầu xe, với những động tác phù phép quen thuộc của mình. Anh ấy đang vẫy tay lên chiếc xe buýt, tôi đang tự hỏi điều đó có ý nghĩa gì. Ba ánh đèn pha vẫn tiếp tục chiếu và di chuyển trên chiếc xe buýt. Lúc này thì tấm vải che đang dần dần bay lên không trung, chắc chiếc xe buýt của chúng ta cũng bay theo ở bên trong chăng? Nhưng có điều gì đó lạ lùng ở đây. Tấm vải che có thể nhìn xuyên thấu và bên sau không có vật gì cả. Chúng ta có thể để ý thấy ánh đèn xuyên qua vải. Tấm vải được bay lên khá cao và bây giờ đã dừng lại. Một làn khói trắng bắt đầu bay đến. Các cô trợ lý giữ và giật tấm vải rơi xuống. Lúc này một điều dường như không thể đã xảy ra. Chiếc xe nặng hàng tấn đã bay lên không trung và biến mất hoàn toàn không để lại dấu vết. Thật là một điều phi lý có thật. Điều này dường như là không thể. Họ đã làm gì để có thể làm được điều đó? Nếu bạn quan tâm, chúng ta cùng bắt đầu đến giải mã nó bây giờ nhé. Chúng ta hãy bắt đầu từ đoạn chuẩn bị đạo cụ nhé. Đầu tiên nhà ảo thuật đi kiểm tra bên trong xe. Điều này là để chắc chắn với khán giả rằng đây là một chiếc xe buýt thực sự và nó là hàng thật. Rồi đến hàng rào chắc ở trước, ở sau cũng vậy. Chúng được chuẩn bị kỹ càng đúng yêu cầu. Nhưng dường như chúng không có một tác dụng nào ở đây. Thứ hai, chúng ta có thể thấy một cái dàn bằng sắt khá lớn được treo lên không trung bằng dây cáp. Dây cáp được chuẩn bị chắc chắn và chính xác là nó được gắn ở trên nóc chiếc xe buýt. Nó được thiết kế vừa khít với nóc xe buýt để không có ai phát hiện ra.
Tấm vải lúc nãy phủ lên chiếc xe buýt được bố trí sẵn trên dàn khung đó. Khâu chuẩn bị rất bài bản và kỳ công. Không thể phủ nhận rằng đây đã từng là màn ảo thuật huyền thoại được cả thế giới trầm trồ. Dàn khung có tấm vải phủ lên được cầu lên cao, vừa đúng với chiều cao của chiếc xe buýt. Khi đủ chiều cao và vị trí cụ thể, chiếc xe buýt được đưa vào. Nó được chạy vào và nằm gọn vào vị trí bên dưới dàn khung đó. Sau khi đã vào đúng vị trí, các tấm vải che bắt đầu được thu gọn lại bên trên nóc xe và đợi đến khi có hiệu lệnh của nhà ảo thuật thì tấm vải che được thả xuống rất bài bản. Vậy là đã xong công đoạn chuẩn bị. Bây giờ chúng ta bắt đầu quá trình thực hiện nhé. Ở phía trước xe, nơi mà khán giả có thể xem màn ảo thuật thì nhà ảo thuật cùng các cô trợ lý vẫn thực hiện các bước bình thường. Các cô trợ lý rung chân tấm vải, nhà ảo thuật lần lượt đi kiểm tra các lốp xe. Trong lúc này, một trợ lý khác của nhà ảo thuật đã lên xe. Anh ấy là tài xế của chiếc xe buýt này. Sau khi nhà ảo thuật đã kiểm tra lốp xe phía sau xong, các cô gái bắt đầu rung chân tấm vải. Mục đích là để chiếc xe di chuyển không bị lộ ra, vì khi nó di chuyển sẽ làm động và rung đến tấm vải che. Tiếp theo, anh trợ lý cao to nhanh nhẹn cất tạm thời hàng rào chắn phía sau xe buýt. Trong lúc các cô gái đang rung vào chân tấm vải che, thì khung dàn ở phía trên cũng đê dực nâng lên một đoạn ngắn đủ khoảng hở để chiếc xe có thể lùi về phía sau. Và ở góc quay lúc chúng ta đang xem thì chúng ta sẽ không thấy được khoảnh khắc xe buýt lùi về phía sau. Chúng ta có thể thấy rằng ở góc quay này, ta chỉ thấy tấm vải và không hề thấy được chiếc xe đang lùi. Sau khi xe đã di chuyển ra ngoài hoàn tất, hai anh trợ lý lúc nãy cũng lại khiêng hàng rào chắn trở ngược ra lại. Công việc bây giờ dường như đã xong, nhà ảo thuật chỉ cần ra hiệu lệnh bằng tay. Anh trợ lý ngồi bên trong điều khiển cho dàn khung nâng lên cao, khung được nâng từ từ bí hiểm. Và ở phía sau xe không còn chiếc xe buýt lúc nãy nữa. Nó trống trơn và các cô gái chỉ việc giật tấm vải xuống nữa mà thôi. Vậy là màn ảo thuật đã kết thúc, khá là đơn giản đúng không nào? Nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ không thể hình dung ra được nếu không xem số giải mã này. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.